Này thiện hiện, biến hóa và không hai pháp như thế, chẳng phải hợp, chẳng phải tan. Hai pháp này đều vì không, không cho nên không, chẳng nên phân biệt là không là hóa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải trong không tánh, có không có hóa, hai việc có thể nắm bắt được vì tất cả pháp rốt ráo không. Lại nữa thiện hiện, không có sắc nào mà chẳng phải là hóa, không có thọ tưởng hành thức nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có nhãn xứ nào mà chẳng phải là hóa, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có sắc xứ nào mà chẳng phải là hóa, không có thanh hương vị xúc pháp xứ nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có nhãn giới nào mà chẳng phải là hóa, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có sắc giới nào mà chẳng phải là hóa, không có thanh hương vị xúc pháp giới nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có nhãn thức giới nào mà chẳng phải là hóa, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có địa giới nào mà chẳng phải là hóa, không có thủy hỏa phong không thức giới nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có nhân duyên nào mà chẳng phải là hóa, không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có các pháp từ duyên sanh ra nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có vô minh nào mà chẳng phải là hóa, không có hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thụ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có bố thí ba la mật đa nào mà chẳng phải là hóa, không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã phương tiện thiện xảo diệu nguyện lực trí bát nhã ba la mật đa nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có bốn niệm trụ nào mà chẳng phải là hóa, không có bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có pháp môn giải thoát không nào mà chẳng phải là hóa, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có pháp không nội nào mà chẳng phải là hóa, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có thánh đế khổ nào mà chẳng phải là hóa, không có thánh đế tập diệt đạo nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có bốn tịnh lự nào mà chẳng phải là hóa, không có bốn vô lượng, bốn định vô sắc nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có tám giải thoát nào mà chẳng phải là hóa, không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có pháp môn Đà La Ni nào mà chẳng phải là hóa, không có pháp môn Tam Ma Địa nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có bậc cực kỳ nào mà chẳng phải là hóa, không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân nào
mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có năm loại mắt nào mà chẳng phải là hóa, không có sáu phép thần thông nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có người lực Phật nào mà chẳng phải là hóa, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có 32 tướng đại sĩ nào mà chẳng phải là hóa, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có pháp không quên mất nào mà chẳng phải là hóa, không có tánh luôn luôn giả nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có trí nhất thiết nào mà chẳng phải là hóa, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có quả dự lưu nào mà chẳng phải là hóa, không có quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, không có hạnh đại Bồ-Tát nào mà chẳng phải là hóa, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật nào mà chẳng phải là hóa, các sự biến hóa ấy đều là không. Này thiện hiện, nương vào các pháp như thế mà an lập các loại bổ đặc giá la, đó là phàm phu, hoặc tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, hoặc đệ bát, hoặc dự lưu, hoặc nhất lai, hoặc bất hoàn, hoặc A-la-hán, hoặc độc giác, hoặc đại Bồ-Tát, hoặc chư như lai ứng chánh đẳng giác, tất cả như thế, không có pháp nào mà chẳng phải là quả, các sự biến hóa ấy đều là không. Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các uẩn, các xứ, các giới, duyên khởi, duyên sanh, các chi duyên khởi, vân vân, thuộc thế gian đều là hóa. Các ba la mật đa, hoặc 37 pháp phần bồ đề, hoặc ba pháp môn giải thoát, hoặc tất cả không, hoặc các thánh đế, hoặc bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoặc tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, hoặc pháp môn đản a ni, pháp môn tam ma địa, hoặc 10 địa bồ tát, hoặc năm loại mắt, sáu phép thần thông, hoặc 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, hoặc 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc, hoặc pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc các quả vị do pháp ấy mà đạt được, hoặc các loại bộ đặc giả la nương vào pháp ấy mà an lập cũng đâu phải là hóa. Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả pháp thế gian và xuất thế gian đều là biến hóa, nhưng trong đó có pháp là sở hóa của thanh văn, có pháp là sở hóa của độc giác, có pháp là sở hóa của Bồ Tát, có pháp là sở hóa của Như Lai, có pháp là sở hóa của phiền não, có pháp là sở hóa của thiện pháp. Này thiện hiện, do nhân duyên này mà nói là tất cả pháp đều như biến hóa, như nhau không sai khác. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có quả đoạn trừ, đó là quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc bậc độc giác, hoặc bậc Như Lai, vĩnh viễn đoạn trừ tập khí phiền não tương tục, cũng đâu phải là hóa. Phật dạy: Này thiện hiện, các pháp như thế, nếu cùng với hai tướng sanh diệt hợp, thì cũng đều là hóa. Bạch Thế Tôn, pháp nào chẳng phải là hóa? Này thiện hiện, nếu pháp chẳng hợp với tướng sanh diệt thì đó là pháp chẳng phải hóa. Bạch Thế Tôn, pháp nào chẳng phải hợp với tướng sanh diệt? Này thiện hiện, pháp chẳng hư dối tức là niết bàn, pháp này chẳng hợp với tướng sanh diệt, vì vậy chẳng phải là hóa. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Như Thế Tôn đã nói, pháp tánh bình đẳng, tất cả đều không, không có thể lay động, không có cái hai có thể nắm bắt được, không có pháp nhỏ nào chẳng phải là tự tánh không, thì tại sao có thể nói niết bàn chẳng phải là hóa? Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, như ông đã nói, không có pháp nhỏ nào chẳng phải là tự tánh không. Tự tánh không này chẳng phải thanh văn làm ra, chẳng phải độc giác làm ra, chẳng phải Bồ Tát làm ra, chẳng phải Như Lai làm ra, cũng chẳng phải ai khác làm ra. Có Phật hay không có Phật, tánh nó cũng thường không. Đây tức là niết bàn, vì vậy ta nói niết bàn chẳng phải là hóa, chẳng phải thật có pháp gọi là niết bàn, có thể nói là vô sanh, vô diệt, phi hóa. Hết quyển thứ 397.